Thưa quý vị, vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hai hội nghị quan trọng, đó là hội nghị làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kinh tế xã hội và thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội và hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ tư. Làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kinh tế xã hội và thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã nỗ lực, cố gắng đạt được những kết quả hết sức tích cực, cũng như đã cùng các bộ ngành đã chủ động linh hoạt trong thực hiện nghị quyết 98. Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời luôn đau đáu về sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng rất quan tâm và đã có kế hoạch làm việc với thành phố trong thời gian tới. Sau khi nêu một số bài học kinh nghiệm, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cùng các bộ ngành thực hiện tốt 6 tiên phong để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu tăng trưởng năm nay đạt 7,5 đến 8%. Đó là tiên phong trong đổi mới tư duy, phát triển đồng bộ, toàn diện, tổng thể, bao trùm, hiệu quả bền vững. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chia sẻ, tiên phong trong phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tiên phong trong phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao, tiên phong trong phát triển nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng tâm, các ngành mới nổi, tiên phong trong thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, tiến bộ công bằng xã hội. Tiếp đó, chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các tỉnh thành trong vùng rà soát mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 để tập trung hoàn thành cho bằng được, triển khai nhanh công tác quy hoạch, tiếp tục rà soát các điểm nghẽn về pháp lý từ thực tiễn để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Tập trung vào ba đẩy mạnh gồm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung vào các ngành mới nổi và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.